CO2 khủng khiếp. Nghiên cứu mới cho biết, mức độ sử dụng năng lượng và xả thải CO2 của thiết bị chơi game trên toàn nước Mỹ đang ở mức báo động. Theo đó, các game thủ Mỹ đang tiêu tốn 34 terawatt, 34 tỷ kilowatt, điện mỗi năm, chiếm 2,4% toàn lượng điện tiêu thụ của các hộ dân. Mức xả thải CO2 tương đương 5 triệu xe hơi. Các thiết bị chơi game ngốn điện nhiều hơn tủ lạnh trên toàn nước Mỹ gộp lại. Nghiên cứu được công bố trên tạp Santa Computer Gamers Journal. Theo đó, năm 2016 được sử dụng làm mốc nghiên cứu. Khi đó, con sôn chiếm 66% lượng điện tiêu thụ, PC 31%, laptop 3%, phần còn lại là các thiết bị streaming đa phương tiện như Apple TV và Nvidia Shield. Tuy lượng game thủ sử dụng PC không lớn, nhưng chính thiết bị này lại ngốn nhiều điện. Nghiên cứu cho biết, nếu một gia đình có hai PC chơi game hạng nặng, ép sung và sử dụng màn hình 4K, mỗi năm chỉ riêng số thiết bị này đã tiêu tốn tới 2.560 kW điện. Nghiên cứu dự đoán rằng, năng lượng tiêu tốn cho thiết bị chơi game tại Mỹ năm 2021 sẽ là 33,6 tỷ kW điện, không cải thiện được mấy so với hiện tại. Tùy theo tốc độ hiện đại hóa của thiết bị chơi game, viễn cảnh tiêu tốn 29,4 tỷ kW điện hoặc 76,9 tỷ kW điện hoàn toàn có thể xảy ra.